Bậc trí biết rõ các Phật pháp, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng, thương xót tất cả các chúng sinh, khiến nơi thật pháp tránh tư duy. Người có trí huệ minh bạch thấu hiểu pháp của chư Phật nói, dùng các lành tích tập, hạnh Bồ Tát tu như vậy, vì chúng sinh hồi hướng. Tại sao vì chúng sinh hồi hướng? Vì thương xót tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh quá ngu si, làm những việc đều là điên đảo, giáo hóa thế nào cũng không minh bạch, dạy họ xả mình vì người, bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ chánh pháp, khiến cho chánh pháp chủ thế thì họ không tin, cho nên chúng sinh là kẻ đáng thương, khuyên họ đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đối với pháp chân thật phải làm đúng, thế nào là không đúng phải phản tỉnh lại, suy nghĩ kỹ càng, không những nghĩ một lần mà lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình làm có sai nhân quả chăng, mình đối với Phật giáo có hết sức mình và trách nhiệm chăng, ngược lại có tạo ra đủ thứ tội lỗi chăng. Do đó lúc nào cũng phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh lại phản tỉnh, kiểm tra rồi kiểm tra, như thế mới là Phật giáo đồ chân chánh.